14, 12 đội khởi động. Sau khi trận thi đấu giữa 11 anh em và 12 sẽ kết thúc, hai đội sẽ vào sân thi đấu là tất. Mời hai đội quay trở lại sân thi đấu. Trận thi đấu thứ ba sẽ diễn ra với 15 điểm, 8 điểm đổ sân. Hiệp thi đấu thứ ba, 12-6 phá tóc, 11 anh em đổ bóng, điểm 0-0. Lỗi phát bóng, đổi điểm cho 11 anh em, 1-0. Mười một anh em, 2-0. Nghe đâu vấn đề gì. 12 đội 18 và 14 khởi động để chuẩn bị vào sân thi đấu trận thứ ba. Đội bóng chưa qua lưới, điểm cho 11 anh em, 3-0. Bóng tốt, đổi về điểm cho 12-6. 1-4. Lỗi bóng chưa qua lưới, điểm cho 12-6. 4-2. Điểm cho 12-6, 3-4. Đỡ bóng, chưa qua lưới, điểm cho 12-6, 4-0. Điểm cho 12-6, 5-4. Thank you.
đi. Nổi và điểm cho 12-6. Em bán không tiếng ơi. Tiếng bạn. Điểm cho 11 anh em. 11-9. Phát bóng chua lưới. Đổi điểm cho 12-6. 10-11. Đổi điểm cho 11 anh em. 12, 10. Bắt bóng chua mới. Đổi điểm cho 12-6. 11, 12. Bắt bóng chua mới. Điểm cho 12-6. 12, đều. Điểm cho 6, 13, 12. Hai đội trưởng Tây Ban, ban tổ chức đội trưởng các nhà.